Đây là tiếng nói được phát trên kênh Hồng Thanh Official nhằm mục đích nhắn nhủ bà con vào những ngày dịch bệnh. Hãy vào bằng kênh Hồng Thanh, cách thức chàng cười là một đứa xã hội, thoải mái tắm ngồi, ôn rộn không được đi đâu, quên cả buồn sầu, buồn sầu ta đi và thế giới thăng hoa, chẳng xa. Đây là tiếng nói được phát trên kênh Hồng Thanh Official. Run. Không biết phải làm sao, kiếp sống sinh viên cơm ăn không khó, biết bao nỗi lo trong đầu. Còn cô người yêu hôm qua mới dắt em đi mua đồ, còn ngày hôm nay nhìn vào trong ví, ôi nước mắt cứ tuôn trào. Thật là buồn, vừa thanh toán tiền nhà xong, âm thanh đâu đó thân quay của ai phát lên. Hôm nay đúng 5 giờ chiều, tụ tập anh em ở nơi tháng trước nha mày. Sao tôi buồn quá đi, đang túng thiếu còn gặp cái thứ gì không ai hiểu thấu cho tôi, thì làm sao tôi khá hơn đây. Sinh viên nghèo nhưng có tấm lòng bao dung, đi ăn nhậu thì phải có mặt nhà hông, lúc hứng lên cũng hay kêu mồi, có một dĩa nhỏ xíu cả đám bu vô, lúc tính tiền thì xây mềm bé. Tao không có tiền, nhưng tao có thể bao tụi quay một chồng nhậu 500 một triệu. Tao chỉ mong sau này mình vẫn là bạn bè, chơi với nhau. Giàu mình chơi với kiểu giàu, nghèo thì mình chơi với kiểu nghèo, đúng không? Đúng. Tao trả. Đúng. Tao trả. Tiền đâu ta?
Dậy, dậy. 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 Dậy, 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 dậy. Dậy, sáng rồi. Sáng rồi, dậy, 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 dậy. Dậy, dậy, dậy. Dậy, dậy, nhanh, 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 nhanh. Nè, 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 tao điểm mặt từng thằng nha. Sau này tao biết chắc chắn tụi bay thế nào cũng có cuộc sống riêng. Ừ. Nhưng mà lâu lâu anh em mình tụ lại như thế này. Ừ. Mình chia sẻ chuyện cho cuộc sống. Ừ. Buồn vui. Ừ. Như vậy là đủ rồi. Ừ. Ok không? Ok.